Bill Black Hazard có lẽ là form kinh điển nhất về tất cả những rider mất kiểm soát với màn thể hiện ấn tượng của nó. Đánh bại hoàn toàn sức mạnh Dragon Jelly của Colorado Z cũng như nghiền nát một tên Hazard Smart một cách đơn giản và đầy ngầu lòi. Với tông màu đen phủ kín toàn bộ cơ thể, tạo hình của Black Hazard đúng với tên gọi của nó, một màu đen của luồng khí Hazard bao phủ toàn bộ giáp của Bill, được dựa trên Bill cơ bản chứ không phải Bill Sparkling. Nó được thiết kế theo phương diện đều cân bằng hai bên chứ không thiên về một hướng, với những chiếc gai nhọn tạo ra bên hai vai của nấy cùng với cặp sừng và gương mặt gai góc hơn, nhìn giống như Bill đang bị bao phủ một sức mạnh hắc ám và đang tuôn trào khắp cơ thể, chỉ chờ ngày bộc phát. Đơn giản như thế nhưng đôi mắt của anh vẫn giữ được công thức Rabbit and Tongue cơ bản. Form này có khả năng đổi về những hình dạng khác nhau, tạo những combo giống như hình dạng best mark bình thường của Bill, trừ Warp and Smartphone. Còn lại tất cả những best mark khác đều sử dụng lại vũ khí từ những form cũ để chiến đấu với kẻ thù. Với sức mạnh nguy gì như vậy, tại sao Kiryu Sento lại phải sử dụng tới nó? Trong tình huống lúc đó, Hokuto đã cử một đội quân gồm một tên rider sử dụng Strat Driver Color Green. Hắn ta cùng với 3 tên đồng đội của mình tận dụng Hazard Trigger để nâng cấp sức mạnh. Người biến thành rider thì không bị gì, nhưng những tên Hazard Smart thì sẽ bị tiêu diệt nếu ăn đòn Final Attack. Và bọn chúng quá vượt trội so với hình dạng Bill Sparkling cũng như là sức mạnh Roger Jelly. Cả hai người đã không thể nào ngăn cản được chúng. Trong tình huống nguy cấp như thế, Banjo đã quyết định tham chiến và tiêu diệt tất cả Hokuto để giành chiến thắng. Sento muốn ngăn cản Banjo cũng như trận chiến này, nên anh đành phải sử dụng tới vật phẩm cấm Hazard Trigger, thứ đã được Evoke trong hình dạng của ông chủ quán tốt bụng trào cho anh. Thứ sẽ giúp anh nâng cao lượng Hazard trong người, nhưng khi sử dụng quá độ anh sẽ mất kiểm soát, bỏ qua tất cả và chuyển hóa Best Mark Color Bill Hazard On. Trong lần đầu xuất hiện, tất cả những từ ngữ để có thể diễn tả Hazard Trigger hay là Black Hazard chỉ đơn giản gói gọn bằng từ tàn nhẫn. Không như những form mất kiểm soát khác, cách đánh của Black Hazard tập trung vào hủy diệt kẻ thù, không cho chúng bất kỳ cơ hội nào. Khi anh chỉ vừa đánh vài đòn đã sử dụng tới đòn mạnh nhất Overflow cũng như đòn kết liễu. Anh ấy thể hiện sức mạnh áp đảo với luồng khí bốc ra Hazard dày đặc bao quanh cơ thể. Trận chiến của anh với Banjo, khi bình thường Sento là người tri thức và chiến đấu không quá mạnh bạo, người chiến đấu theo kiểu đó chính là Banjo, nhưng lần này mọi thứ đã thay đổi. Banjo đã nhìn thấy một Sento hoàn toàn khác, một người đã hủy diệt kẻ thù của mình mà không hề chớp mắt. Black Hazard chỉ đơn giản là tăng lượng Hazard của chủ sở hữu lên và làm cho họ mất kiểm soát dần khi họ không kiểm soát lượng Hazard này. Đòn tất sát của nó bao gồm hai phần là Overflow và đòn Rider Kick. Đòn Overflow, anh ấy sẽ nâng cao sức mạnh của Hazard, tung những cú đá và cú đấm cực mạnh. Ngoài ra, anh còn có khả năng vô hiệu hóa kẻ thù bằng luồng điện đen tích tụ từ cơ thể, khống chế chúng và làm chúng không di chuyển được. Đòn Overflow này mình thấy giống một đòn nâng cao sức mạnh hơn là đòn Finish. Đòn Finish sẽ được thể hiện bằng đòn Rider Kick mang tên Hazard Finish, với hình dạng đòn Rider Kick cơ bản hoặc đòn đầu tiên anh ấy ra tay với kẻ thù, tụ năng lượng vào chân của mình và ra một cú đá cực mạnh giáng vào hắn và hủy diệt hắn đơn giản.